Xuân bước vào năm mới là một ngày mới được bắt đầu. Chúng con được sư phụ trụ trì tịnh xá Liên Hoa, vì thương chúng con còn say mê trong trần dục nên Ngài mở khóa Bát Quan Trai Giới cho chúng con tu học. Toàn thể năng lượng Phật tử hướng về Đức Tôn Sư Kịnh Xá Bà Xá Mô Phật. Đây là đường vô tịnh xá Liên Hoa của sư ông An Đạt Hạnh nè cả nhà. Đó, đây là tịnh xá Liên Hoa. Trước tịnh xá là có một cái cây da. Cây da này là chắc lâu năm tuổi lắm đây. Nghe nói là mấy trăm năm gì đó. Rồi bên tay trái tịnh xá Liên Hoa là một ngôi đình. Đình Bình Hưng. Đây ngôi đình đây. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô tịnh xá Liên Hoa, quay vài hình ảnh cho cả nhà cùng xem nha. Như vậy thì Việt Nam ta lại với người Tàu đó, là anh em chú bác. Bởi vì trước kia mình, trước cái thời điểm mà chưa có Phật Thánh ra đời thì không có gọi là Phật Thánh Thành Tiên gì hết trơn đó, mà chỉ gọi là Thành thôi. Thành Mục Ly, Thành Nông, Thành Nước Hoa. Rồi thời xưa, xa xưa nhất đó, người dân mình trời thờ Thần Mặt Trời, Thần Trăng, Thần Lúa Mạ, Thần Linh này, Thần Linh nọ, dân dân. Phải có nhân chứng được chứng. Như một vị quan tòa mà xử án cũng vậy. Một vị quan tòa xử án phải có nhân chứng được thì mới tới tháng người ta cụ thể đánh đáp được. Mới gọi là luật pháp công minh. Còn nếu xử án một người nào đó mà không có nhân chứng được chứng mà lại kết án người ta thì nó không thể gọi là luật pháp công minh được, mà có thể lúc đó người ta gọi là gì biết không? Luật tiền. Không có nhân chứng cụ thể mà kết án người ta là luật đó, chưa phải là luật pháp công minh mà đó là luật công hiệu. Thank you.
sau khi nghe sư ông thuyết giảng xong, giờ mình với mẹ qua dùng cơm chay với quý đạo hữu. Hôm đó nó có lấy chuyện cái đám này qua lắm kia phá ngang đường mương đó, đường đó. Vô trọng á mẹ, dùng cơm chay trọng á. Đi. Chay. Lên xuống lấy chén. Để lấy chén. Chén này mẹ. Mẹ đi chùa ăn cơm rồi, dùng đi mẹ. Rồi mời anh chị cô chú dùng không?